nước Pháp đón quốc khánh trong bộn bề lo toan. Bất chấp những lo toan, bộn bề cả trên chính trường lẫn trong đời thường, người dân Pháp vẫn xuống đường ăn mừng quốc khánh trong không khí vui tươi, với mong muốn nước Pháp sẽ có thể vượt qua mọi thử thách để tiếp tục phát triển. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và thống đốc quân đội Paris, Trung tướng Christo Abad, tham dự cuộc diễu binh nhân ngày quốc khánh trên đại lộ Phố ở Paris ngày 14 tháng 7, ảnh AFP theo phóng viên thông tấn xã Việt Nam tại Pháp. Ngày 14 tháng 7, cả nước Pháp ăn mừng ngày quốc khánh, nhưng sự kiện năm nay diễn ra trong bối cảnh người dân nước này phải đối mặt với rất nhiều khó khăn và bộn bề công việc. Tuy vậy, ngày quốc lễ vẫn diễn ra trong ánh sáng lung linh của ngọn đuốc Olympic và những màn pháo hoa rực rỡ. Quốc khánh Pháp diễn ra trong bối cảnh chính trường nước này đang trải qua giai đoạn khủng hoảng chưa từng có. Sau quyết định giải thể quốc hội của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, cuộc bầu cử lập pháp sớm đã được tiến hành tại nước này với những diễn biến bất ngờ, dẫn đến việc không có đảng phái nào chiếm được đa số ghế tại quốc hội mới để có thể tự đứng ra thành lập chính phủ. Cho đến nay, đã 2 tuần kể từ khi kết thúc bầu cử, các bên vẫn đang bận đàm phán để tìm ra gương mặt có thể đảm nhiệm vai trò thủ tướng, đủ khả năng kết nối các phe phái chính trị trong chính phủ đồng thuận để điều hành đất nước. Màn trình diễn của đội bay thuộc lực lượng không quân Pháp bay ngang qua Khải Hoàn Môn trong lễ diễu binh nhân quốc khánh Pháp. Trên đại lộ Phố ở thủ đô Paris, ngày 14 tháng 7, ảnh AFP không chỉ đau đầu với nỗi lo chính trường, nước Pháp còn bận rộn với công tác chuẩn bị cho Olympic mùa hè 2024 diễn ra chưa đầy 2 tuần sau lễ diễu binh chào mừng quốc khánh 14/7. Quảng trường Concorde và đại lộ Champs-Élysées, nơi theo truyền thống sẽ là khán đài và chứng kiến màn diễu binh của các lực lượng vũ trang Pháp vào dịp quốc khánh, giờ được sử dụng làm điểm thi đấu cho một số môn thể thao. Do đó buổi lễ diễu binh hàng năm vào ngày 14 tháng 7 đã phải chuyển sang đại lộ Phố, nối liền Khải Hoàn Môn với cửa ngõ Dauphine. Cũng vì sự kiện thể thao lớn nhất thế giới này nên các khu vực xung quanh tháp Eiffel được sử dụng làm địa điểm thi đấu, khiến hàng trăm nghìn người dân thủ đô và khách du lịch không còn chỗ để ngắm nhìn pháo hoa đêm quốc khánh. Điểm nhấn của ngày quốc khánh năm nay là sự xuất hiện của ngọn lửa Olympic ở thủ đô Paris. Hành trình xuyên qua thành phố của ngọn đuốc được bắt đầu từ cuộc diễu hành quân sự, băng qua những công trình vĩ đại ở tả ngạn sông Sen như tòa nhà quốc hội, nhà thờ Đức Bà, thượng viện và đại học Sorbonne, ngọn đuốc được đưa đến Gare du Nord trước khi trở về trung tâm Paris. Thắp sáng tòa thị chính thành phố vào lúc 11 giờ đêm, cùng thời điểm với màn bắn pháo hoa truyền thống ngày 14 tháng 7 tại tháp Eiffel. Đoàn kỵ binh diễu hành dọc đại lộ Phố ở Paris trong ngày quốc khánh 14/7, ảnh AFP. Những người tham dự xếp thành hình quốc kỳ Pháp và các vòng tròn trên logo của Olympic trong cuộc diễu binh trên đại lộ Phố ngày 14 tháng 7, ảnh AFP. Tay đua Thibaut Valet, người từng đoạt huy chương vàng ở Olympic Rio de Janeiro, Brazil, năm 2016, rước ngọn đuốc Olympic trong sự kiện diễu binh kỷ niệm quốc khánh Pháp ngày 14 tháng 7, ảnh AFP. Huấn luyện viên đội tuyển bóng đá Olympic của Pháp Thierry Henry rước ngọn lửa Olympic dọc đại lộ Champs-Élysées, ảnh AFP.